tiếng hát của Lê Trường Lâm, biệt danh là Lâm Tâm Như, sẽ trở lại sân khấu. Xin chào tất cả quý vị, dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để tặng cho phần biểu diễn đặc biệt của tiếng hát Lâm Tâm Như. Bây giờ em với lại nghệ sĩ Châu Thoại sẽ trích đoạn cái tuồng mà rất là, nói chung là rất là quen thuộc mà cũng cũ rồi, nhưng mà bây giờ ở đây là nhà của anh Thành là mới. Đó là trích đoạn được mang tên Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Lớp này thì nghệ sĩ Châu Thoại sẽ trong vai Bạch Hải Đường, còn em sẽ trong vai vợ của Bạch Hải Đường. Một con vợ rất là tội nghiệp. Trích đoạn xin được bắt đầu. Đến số 999 đường Xuân Nguyệt Ánh sẽ rõ. Chiếc những hộp xoàn mà vợ ông bị đánh cắp, hiện tại bây giờ tôi thấy vợ con Thành đeo trên tay đấy. Dài hàng trăm được rõ. Chào ông, tôi sẽ dục lá đơn này vào nhà của ông Thành. Tôi sẽ rời xa vĩnh viễn cái căn nhà êm ấm. Thu ơi, con ráng lại với thằng chan cướp của con đi, rồi theo nó vô trong tù mà ở. Mẹ sẽ về, mẹ sẽ về với hàng mới của mẹ. Nói thẳng ra với con là mẹ đi theo trai ở Củ Chi đó con à. Mẹ đi nha con. Nhung ơi, Nhung, em đâu rồi Nhung ơi? Em cứ nghe bé Thu nó khóc không em? Trời ơi là trời, vợ con gì đâu mà chán chết đi thôi á. Mở con mắt ra là đi đánh bài, đánh bạc à. Lần này á, lần này mà có bị cái gì á nha, anh không có nhờ anh Thành gỡ ra đâu nha Nhung ơi. Trời ơi Nhung ơi, trời ơi bé Thu ơi, bé Thu ơi, bé Thu có ai ngủ đi con. Ngồi chỉ dầu tình bầu muốn thôi.
cầu treo tiếng dừ, trên bầu treo tiếng dừ, cho rồi bầu trời ơi cái gì đấy, cho anh mượn một cái nha. Trời ơi cái gì đấy, lá đơn tố cáo kính gửi ông thành thanh tra mật thám. Trời ơi là trời, Nhung ơi em đã phản bội anh rồi. Nhung ơi, Nhung ơi, em đã phản bội anh rồi. Nhung ơi, Nhung ơi, sao em đành đoạn bò ra đi khi con tu vừa lên nay tháng tuổi. Sao em đành quay lưng ngoảnh mặt trong khi anh vẫn còn ta tiếc nhiều em. Nhung ơi Nhung, suốt cuộc vợ chồng mình chung chăng sẽ từng tháng từng ngày mình gian khổ cho nhau. Nhưng kể từ đây chẳng cuối mặt đồng,
muộn. Chết nhớ linh hồn em có chuyện ly ta. Mình ơi mình về đây thì cần gặp mặt lại con. Nó khác tình cha khi rời xa xưa mẹ. Vậy vì con mà mình niềm tình tha thứ cho người vợ môi trắng đó phụ. Nghĩa dân tình này đúng không ơi? Lỗi lầm này anh là người gây ra mà Nhung ơi. Chứ em chết mất của mình ơi. Nhung ơi em đừng làm anh sợ như Nhung ơi. Nhung ơi, em nghe em nói này Nhung. Nhung ơi em đừng quên anh là một tên. Anh Minh, Nhung ơi, cái thu con mình á, nay nay nó đã lớn không chưa? Mấy cuộc nhà cha tình cha ơi, lời của mẹ. Trời ơi, anh biết một giận, nên nhớ thương thương được đoạn tâm tình. Trời ơi Nhung ơi. Không, cảnh sát anh không chạy đâu tới rồi đó mình ơi. Nhung ơi, Nhung ơi bị hành hạ dã man, chính tôi đã giết chết thời gian, giết một con chuột kia mà suốt 18 năm sống trong tình. Một lối lầm này cứ chưa bao giờ rửa sạch. Hai càng nó chết đi nó lên thần của nó. Còn tôi nè, tôi coi như cuộc đời tôi chẳng dứt kể đấy. Lần cuối cùng có một người sắp chết, cầu xin ông cho anh mình gặp lại. Nhung ơi, bé thu đó là lời cuối cùng của một người sắp chết. Con nghe rõ chưa? Chính tôi là thủ phạm, chính tôi đây là thủ phạm. Anh Minh, anh là thủ phạm. Đưa cái hàng cho em Minh ơi, bình tâm ở lại. Gặp mặt con thờ, em mãi mãi theo trai. Đó bà con thấy không? Con Nhung nó lăn lòn không bà con? Minh, đã lắm Minh ơi. Dạ một lần nữa Châu Thoại và nghệ sĩ Lê Trường Lâm tức Lâm Tâm Như.